Vấn Thiên. Lão đại, lão đại, 200 viên tinh vẫn thạch trông chờ vào huynh đấy. Yên tâm đi, cuộc thi xếp hạng tân sinh của Cửu Hoa Môn, Thanh Vân Minh đấu với Kỵ Sĩ Minh lập tức bắt đầu. Theo quy tắc tỷ võ định thắng thua, tiếp theo sẽ là đệ tử Thanh Vân Minh của Cửu Hoa Môn, Mạc Khuynh Thành, Tần Vấn Thiên đấu với đệ tử Kỵ Sĩ Minh Âu Phong, Mộ Dung Phong. Từng người đấu chiến, một ván định thắng thua, đến đó dừng lại. Cấm chỉ đồng môn tương tàn, món nợ Thiên Mộng Lâm. Hôm nay ta phải tính rõ với hắn. Chỉ là một tên bỉ ổi mà thôi. Kỵ Sĩ Minh có thể thắng Tần Vấn Thiên thật sao? Chút nữa muội sẽ biết. Tỷ võ bắt đầu. Vấn Thiên, Vấn Thiên, Thiên Thủ Ấn, Mạng Thương Trưởng Lão, thật khiến người ta bất ngờ. Không ngờ cô lại xin được Thiên Thủ Ấn từ Thiên Thủ Trưởng Lão. Theo ta thấy, cô xem trọng đệ tử thuận lợi tiến đến Bá Vương Đài này. Quả thật rất có tâm huyết đấy. Như nhau cả thôi. Vấn Thiên, Tần 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 Vấn Thiên. Khương Trưởng Lão, tuyên bố kết quả đi. Cuộc thi lần này Tần Vấn Thiên thắng. Ta chưa thua. Khuynh Thành, Ah!
Tần Vấn Thiên, dừng tay, không được đả thương người khác. Khuynh Thành, Khuynh Thành, Khương trưởng lão, ai đúng ai sai, tất cả mọi người ở đây đều thấy rõ mồn một. Mảng thương trưởng lão, đồ đệ của cô làm đồ đệ ta bị thương nặng như vậy, mọi người ở đây đều thấy rõ mồn một. Đủ rồi, hai người đừng cãi nhau nữa, đi theo ta. Tần Vấn Thiên, ta và ngươi không được chửi chung. Đệ sẽ không sao đâu. Đây chính là vở kịch hay mà huynh muốn cho ta xem, đúng không? Âu Phong, hai người muốn làm gì? Bọn ta muốn làm gì? Không phải ngươi biết rất rõ sao? Dám chơi dám chịu, 200 viên tinh vẫn thạch là đại sư huynh của Cửu Hoa Môn, chắc sẽ không lật lọng chứ? Các ngươi đừng có quá đáng. Bọn ta đâu có quá đáng. Chắc ngươi cũng biết, lúc Vấn Thiên thỏa thuận với ngươi đã nêu rõ điều kiện 200 viên tinh vẫn thạch. Nếu cuộc thi hôm nay người thua là Tần Vấn Thiên thì sư huynh chắc chắn sẽ còn quá đáng hơn, có phải không? Được. Dám chơi dám chịu.